anh có gì con đẻ. Chị con đẻ lấy bộ lông cho anh. Rồi, mở. Ăn ở đây, em ăn đi. Anh ở đây đúng rồi. Anh ở đây rồi. Cho cái thai cho chế nè. Thấy bún không ạ? À, lấy cái thao đưa thao chế đi. Xin chào một chút tất cả mọi người. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở trên đường Huỳnh Tấn Phát nha. Địa chỉ chính xác là số 36 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi ăn cơm trưa nha. Dạ. 12 giờ mới đông ở làng cơm. Dạ vâng, 12 giờ mới đông đúng chị. Đúng giờ 12 giờ đông đó. Dạ vâng. Đấy, bây giờ là đang là 11 giờ đó, gần rưỡi rồi. Tức là 12 giờ chị nói 12 giờ đông lắm. 12 giờ trở lên là rất đông đó. Dạ vâng. Rồi hai đứa lên cơm luôn. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Mừng quá các bạn ơi, dân được chỉ mời ăn cơm. Các bạn nhìn vô cái tủ đồ này nha. Bây giờ là thấy bắt đầu vào ăn rồi. Rất là nhiều món ngon hấp dẫn luôn. Lúc này mình chạy ngang qua con đường này, mình nhìn vô cái tủ đồ mình thấy hấp dẫn quá. Nên là mình quyết định ghé vào vô xem thử vòng có một lượt. Và mình thấy nó nhìn đồ ăn rất là hấp dẫn. Nên là cho nên là mình quyết định là sẽ quay lại và giới thiệu cho mọi người luôn. Đấy, ở đây thì bên này là bán cơm rất là nhiều món. Còn bên kia là bán cơm gà sứa mỡ. Đấy, các bạn có thể nhìn qua không gian quán chút xíu nha. Ở đây thì có chỗ để xe này. Còn ở phía trong là chỗ ăn kìa. Mình thấy cũng khá là thoáng rộng rãi, thoáng mát. Thôi bây giờ mình vào luôn nha các bạn. Đây là mắm chưng, vâng. Mắm chưng 30.000 một phần cơm, vâng. Mắm guốc xào bao gọi 30.000, thịt kho hộp vịt 30.000, vâng. Còn cơm lạc xưởng thì hai cây gì nè là một phần cơm chỉ bán 35.000, vâng. Rồi thịt kho tiêu 30.000, gà, vâng, chiên nước mắm 30.000, vâng. Cá kho, cá hú kho hành ớt 30.000, cá hú ngon quá. Rồi này là thịt kho trứng cút 30.000, heo quay kho nước dừa 40.000. Cái này là gà kho gừng đấy em, vâng. Gà kho gừng 30. Còn lòng vịt với vịt rồi có huyết rồi luôn, nguyên bộ lòng luôn, người một cục vịt với cục huyết luôn 35.000 phần. 35.000 phần. À. Còn cái này. Còn cái này là chả, chân bì chả, bì chả. Cái này là chả nè. Chả. Ngon quá, nhìn ngon mắt quá. Này là chả chân đó. Chả chân hả chị? Chân, dạ, lên rồi mình nướng lại. Ô nướng như vậy hấp à? Hấp mình thì cả mình chưng, mình hấp rồi mình phải nướng lại nữa cho nó ngon, cho nó gáo lại. Đấy. Nó mới ngon. Vâng. Nó làm bán chung với sườn bì chả rồi đó. Vâng. Còn cái này bán riêng thì sao? Còn này ai mua riêng chỉ bán 5.000 miếng. 5.000 miếng. Ừ, 5.000 miếng khá là lớn nha các bạn. 5.000 một miếng. Vâng. Còn mấy miếng nhỏ nhỏ này thì chỉ cắt lại kèm vô cho là bán bì chả 25.000 một tô miếng thôi. 25.000 một dĩa cơm chứ quên. Dạ. 25.000 dĩa cơm gì đó, rồi mấy miếng nhỏ nhỏ. Rồi. Đó. Còn món này cá lóc kho tiêu. Cá lóc kho 32.000, cá lóc kho tiêu. Vâng. Còn heo quay xào cây chua 40.000 một phần. 40.000. Dạ. Sườn non gam mặn 40. Vâng. Rồi đậu hũ dùng thịt 30. Vâng. Bên kia là xí mại. Vâng. 30.000 phần luôn. Vâng. Em thấy còn cà pháo là sao chị? Thịt cà luộc, pháo, cà pháo, bún tôm. Thịt luộc, cà pháo, bún tôm nữa. Có thịt luộc luôn hả? Có, thịt luộc, cà pháo, bún tôm luôn. Nhưng mà nãy giờ này chưa thấy bày ra chị ha. Chị mới cái bài đó thôi, cũng như ai lấy thịt luộc thì chị xuống đó chị lấy lên ở bên hủ tiếu á. À, chị trụng vâng, nước, trụng ở dưới đó cho nó nóng. Cho dạ, nó vâng, nóng cho nó ngon cho người ta ăn. Vâng. Ở đây là sườn non nè, sườn non nướng đó, sườn cộng đó, vâng, cũng kêu là sườn cộng đó. Sườn cộng nướng 40.000 một phần. Vâng. Rồi sườn này là 32.000 một phần cơm. Vâng. Đấy, là còn sườn bị trà là cái này. Đúng cái rồi. Bốn cái. Bốn. Là 40. Sườn bì chả là của chị là 43.000 một phần. 43.000. Đúng rồi. Đó là sườn bì chả đó. Vâng. Hấp la thì mới chiên gà. Cứ hấp thì chiên gà thêm gì. Thường thường mấy giờ đây là đông khách chị? Giờ này cũng là tả la ga là ở tới 10 giờ, gần 12 giờ rất là đông á. Dạ. Mấy giờ là mình bắt đầu mình mở ra mình bán này chị? À chị ở đây là 4 giờ mà 5 giờ là chị mở cửa lên, 5 giờ là chị mở cửa lên. Đấy, đấy các bạn nhá, thì ở đây là 5 giờ sáng là các bạn có thể tới đây ăn cơm rồi nha. 5 giờ là có, thì ở đây có cái gần công nhân á em, gần khu sức nè. Vâng. Gần khu sức thì nửa găm, 5 giờ là có khách đi rồi, có công nhân đi rồi, để mình bán lên. Dạ. Mở lên mình bán giờ đó là la ga được. Nãy giờ nói chuyện chị mà em chưa biết tên chị nữa. Chị tên Hoa. Chị Hoa nha các bạn, chị Hoa cơm tấm. Cái này là em thấy ở ngoài kia là cơm tấm Tú Thái. Đúng là rồi. Sao chị?
đó là biệt danh của ông anh. À, ông anh, biệt danh của ông anh. Bữa sau cơm tấm chú Thái. Bữa sau là ăn cơm tấm chú Thái. Ăn cơm tấm chú Thái, nhưng mà bữa sau lên ăn cơm tấm của Hoa. Ở đây có rất là nhiều món nha, chỉ vừa giới thiệu qua một vòng đấy, các bạn có thể chọn món nào tùy ý nha. Này, mình làm nhiều món như này rồi mấy giờ mình phải làm được chị? Cũng như là mấy người phụ nữ thì 4 giờ, 4 giờ đã thức. Vâng. 4 giờ sáng á, 4 giờ vâng. Sáng còn mấy người như phụ phụ tại bàn gì thì 6 giờ mới có thức. Sao? Tức là phụ nữ mình chịu thiệt hơn à? Đúng rồi, tại mình nấu nướng mà. Dạ. Mấy người nấu nướng với dọn đồ rồi ra nấu nướng là 4 giờ thức. 4 giờ thức rồi. À. Chị bán này được nhiêu năm rồi? À, nếu như mà chị bán từ bên chỗ cũ mình hẻm bên đây mà giờ qua đây á là tính là từ lúc mà mở ra tới giờ là cũng cả chục năm rồi đó. 10 năm rồi ha. À, lâu lắm rồi. À, tới giờ là 10 năm hơn rồi. 10 năm 10 hơn rồi. Dạ. Cái này cơm mình là cơm tấm hả chị? Cơm tấm. Một ngày mình nấu hết khoảng bao nhiêu nồi này chị? Một nồi này hả? Nhiều lắm. Cái này là nhiều lắm. Tại vì chị ra chăm đầy hoài hả? Còn nếu như mà chị ba nán một ngày cỡ ba bao gạo. Ba bao gạo. Ba bao. Dạ. Cái này có cơm cháy không chị? Không, cái này là cũng như chị nấu từ ở trong nồi cơm điện đem ra đây chị hấp lại thôi. Hôm nay là cái nồi lò này là nồi điện chị hấp lại. Mình hấp nó có một lớp nước gì nè. Vâng, cái này có là lớp nước gì. Cái này là mình có đặt hàng giao tận nơi. Luôn. Đây có số điện thoại trên nắp hộp luôn. Đây các bạn ơi. Đúng rồi. Nếu mà cái này các bạn nào mà xem văn phòng á, bao nhiêu hộp là mình giao chị? Một hộp cũng giao luôn. Đấy, các bạn xem thì nếu mà bạn nào muốn giao hàng thì có thể gọi vào số này nhá. Đây các bạn xem lại một lần cho nhớ nha. Số là 0909098356 nha các bạn. Giao hàng tận nơi. Cái này là canh nha. Món canh khú qua. Cái này là canh chua nè. Canh chua xong thấy cái gì trống cả. Ủa cái này canh khú qua. Quên. Canh khú qua mà chị cũng như luộc khú qua rồi chị nhớ khú qua ra. Vâng. Còn đây là canh chua. Canh chua này nước cốt me không? Đúng rồi, nước cốt me đó. Dạ. Cái này ô con này này canh này là canh cải cho người ta đấy, cũng như mỗi một phần vậy là mình cho một chén canh gì đó. À, tức là canh khổ qua và canh chua thì tốn tiền. Đúng rồi. Còn cái này là miễn phí. Đúng rồi. Ồ, cái này là khổ qua rồi, khổ qua vô thịt. Vâng. Canh chua cá hú. Vâng, đấy. Cái đó là canh cải nấu với thịt bằm. Khổ qua bên đây luôn. Vâng, đấy. Vớt ra ngoài hết rồi ha. Vớt ra thôi nói mình. Dạ. Tức là bây giờ bên chua mình ai kêu mình mới bỏ vô mình nấu. Bỏ vô mình hâm lại nóng rồi cái bắt đầu nấu lên thôi. Dạ. Gì đó. Cái này là 45 ngàn. 45 ngàn là có thêm bì. Đúng rồi, có thêm bì. Bì với thịt riêng vô. Đấy, đây là một phần 45 ngàn nha các bạn. Các bạn có thể tham khảo nha. Đây là sườn non bì. Ở đây cơm thêm bao nhiêu chị? Cơm thêm 2 ngàn một phần. À, rồi cả nhà ơi, như vậy đây là mình vừa gọi ra hai cái phần đặc biệt của quán đây, không phải là hai phần đâu mà hình như là nhiều hơn á. Đây là một đĩa cái gọi là cơm chỉ nói là được ăn nhiều nhất trong quán, sườn bì chả. Đấy, một phần như vậy có giá là 43.000 nha, gồm có một miếng sườn, miếng sườn cuốn, rồi một miếng chả, rồi là bì. Bì trong bì thì có da heo trộn thính với lại thịt. Đấy, ăn kèm nó thì có một chút xíu dưa chua và cơm tấm phía dưới. Một cái đĩa nhìn khá là đầy đặn ha. Đấy, một phần như vậy có giá là 43.000. Lúc nãy trong lúc quay thì mình thấy cái món gọi là món heo quay ngon quá cho nên là mình có gọi thêm một phần để mình ăn thử này. Đây là một phần heo quay nhá. Nếu mà các bạn gọi heo quay thì cũng có giá là 43.000 nha. Cái này heo quay nước dừa. Rất thơm ngọt thanh của nước dừa. Đấy, phần này với đĩa cơm là 43.000 nhé. Bên cạnh mình cũng có mua một phần canh chua này, rất là hấp dẫn ha. Phần cơm bình thường á thì ăn kèm với nó sẽ có một chén canh như thế này nhé. Đây là canh rau cải. Bây giờ tô canh này thì mất tiền, còn canh rau cải này thì miễn phí nha các bạn. Đấy. Và kèm theo là một chén nước mắm chua ngọt tràn lên cơm tấm. Nói chung là nhìn hấp dẫn lắm các bạn ạ. Sườn bì chả. Đây là bì này. Các bạn để ý cái miếng sườn một tí này. Ha, cái miếng sườn nó ướt mềm, nó ngon quá. Đây rồi. Nè, cái bánh sườn nha, được nướng lên này.
ướt mềm rất là ngon, hai mặt luôn. Thơm, có vị ngọt ngọt mặn mặn, nhưng mà nó là kiểu ngọt mặn dịu quá cho chị ăn. Cái nước mắm này, nước mắm chua ngọt xinh xanh của kèo nữa. Sườn thấm mềm các bạn ạ, không bị khô. Cơm này là cơm tấm nha các bạn. Đây là cái phần trà trứng này. Một miếng như vậy là 5.000. Nếu các bạn ăn ăn ngoài nhé. Ồ, cái chả này ngon các bạn ơi. Nó mềm, nó hơi béo nhẹ, rất là thơm. Chả ngon. Ở đây á, là cái khu vực của khu chế xuất Tân Thuận á, công nhân nhiều. Cho nên tưởng cái giá bán cơm đấy, tưởng nó khá là bình dân. Một cái điều như thế này này, mình cảm tưởng là nó ít nhất là phải 50-60 ngàn, nhưng mà ở đây chỉ bán có 43 ngàn thôi. Cơm rẻ, chất lượng. Các bạn có thể quan sát một chút xíu nha. Ở đấy cái chỗ ăn uống nó khá là rộng rãi, thoáng mát, mà các cái bàn á được kê với nhau rất là thoáng lắm. Đây là cái phần heo quay kho nước dừa. Cái này nếu được thì kêu chỉ cắt ra nha các bạn. Cái này không cắt ra thì khi ăn nó sẽ hơi cứng chút xíu. Ồ, thực ra thì cũng kho nó cũng mềm rồi các bạn ơi. Kho nó cũng mềm rồi. Nhìn miếng thịt ngon ha. Nó mềm, nó thấm. Ngọt thanh thanh nhiều nhiều của nó có dừa, của nước dừa. Các bạn có thử qua món này nha, bạn nào thích heo quay thử qua món này nha. Heo quay thì ở đây có heo quay kho nước dừa và heo quay kho cải chua. Đấy. Khi các bạn ăn cơm thì được kèm theo một chén canh cải này. Rất là ngọt. Trong canh cải này cũng có thịt bằm nha. Lần thử thì món canh chua này, lâu quá rồi ăn canh chua thì chúng thấy canh chua thèm quá. Canh chua được hồi nãy mình thử là mình thấy nên bắt đầu vừa ăn nha. Mình cái tô canh chua là thấy ngon mắt rồi. Cá hú, canh chua cá hú. Thường thường thì món canh chua này á, chị người miền Tây nấu thấy ngon nhá các bạn. Người miền Tây gốc canh chua á. Chua chua ngọt ngọt, rất là thơm, tỏi, phi. Canh chua ngon quá, lâu rồi mới ăn canh chua. Ồ. Canh chua hơi cay. Cái này cay là bỏ chút xíu để cho nó át cái mùi tanh của cá thôi. Nếu bạn nào không ăn được ớt thì kêu đứng bỏ ớt vào nha. Cơm rất là ngon các bạn ạ. Ở đây cơm ngon, canh ngon, đồ mặn cũng rất là ngon. Các món khác thì mình không biết, nhưng mà hôm nay thì mình thử qua ba món, đó là món cơm sườn bị chả, thịt heo quay kho nước dừa và canh chua. Ngon các bạn ạ, canh chua này rất là đà này. Đúng không, bạn nào mà thích ăn canh chua thì mình nghĩ cái món này các bạn không nên bỏ qua nha.
cơm sườn bị chả đây rất là ngon. Cái sườn được nước rất là thấm, mềm, không có bị khô, ăn rất là thích. Về cái giá cả thì một phần đắt nhất thì 43.000. Có sườn, có bị, có chả, có rau, có cơm. Đấy, một phần đầy đắt như thế này 43.000. Đấy, về cái phần giá cả thì không biết các bạn thấy như thế nào. Còn về cái phần địa chỉ thì mình đã có giới thiệu ở phần đầu video rồi. Mình sẽ ghi cái địa chỉ vào trong phần mô tả của video. Các bạn nếu không nhớ thì có thể vào đó xem thêm nhé. Nếu một dịp nào đó các bạn anh ăn qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào mua bất cứ một phần nào đó ăn thử rồi cho mình biết khẩu vị như thế nào nhé. Rồi nha, nếu các bạn thấy thích địa điểm này thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để đón xem những địa điểm ăn uống mới nhất, cần biết đến kênh đi đâu ăn gì nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Mình tiếp tục ăn này, còn một chút xíu nữa.